everyone! You're watching live stream from Stanford English Center. My name is Phương Thảo, and long time no see. Xin chào tất cả các bạn đã theo dõi live stream từ trung tâm tiếng Anh Stanford. Mình là Phương Thảo và hôm nay rất là vui được gặp lại các bạn trong chương trình live stream ngày hôm nay. Hôm nay thì với một chủ đề rất là đặc biệt và mình nghĩ sẽ là rất là hữu ích, rất là hay ở trong tiếng Anh đó. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn tất những gì mình biết về chủ điểm đó là word stress, trợ âm từ trong tiếng Anh. Các bạn có thích chủ đề ngày hôm nay không ạ? Nếu thích thì các bạn hãy đừng ngần ngại like và share buổi livestream của Step Up ngày hôm nay nhé. Ok, rồi. Trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ cover một số chủ điểm quan trọng ngày sau đây. Thứ nhất, đó sẽ là thế nào là trợ âm từ trong tiếng Anh. Thứ hai, trợ âm từ trong tiếng Anh có thực sự quan trọng không? Tại vì thường ngày các bạn có thể là nghe, xem rất nhiều các clip họ chia sẻ là trợ âm từ là một trong những cái chủ điểm cực kỳ quan trọng trong tiếng Anh. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau kiểm chứng xem có thực sự là như vậy hay không nhé. Và cách thứ ba là thế làm thế nào để chúng ta phát âm mỗi một từ với trọng âm thật là đúng. Ok, và phần cuối cùng mình nghĩ là rất là hay, rất là hữu ích dành cho các bạn, đấy chính là chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập phát âm một số từ trong tiếng Anh mà có vẻ là hơi phức tạp một chút. Ok, được chưa nào? Mình sẽ nhắc lại nhé. Topic của chúng ta ngày hôm nay đó là về word stress, trọng âm từ trong tiếng Anh. Và trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ cover 4 chủ điểm chính. Thứ nhất là về thế nào là trọng âm từ. Thứ hai, trọng âm từ có quan trọng hay không. Thứ ba, làm thế nào để phát âm một từ có trọng âm thật là đúng. Và thứ tư, đấy chính là phần practice, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Ok, không biết giờ này, số lượng bạn on đã khá là nhiều rồi. Để cho chúng ta có đủ tinh thần cũng như là dụng cụ để tham gia buổi livestream ngày hôm nay thì mình sẽ dành cho các bạn 2 phút để chuẩn bị nhé. Các bạn có thể chuẩn bị giấy bút, dictionary, một quyển từ điển thật là tốt, thật là hay. Hay chỉ đơn giản là một cup of coffee, một tách trà hay một tách cà phê để sẵn sàng enjoy buổi livestream ngày hôm nay. Và trong suốt buổi livestream, nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào, hãy feel free comment, ok? Các bạn đừng ngại comment ở bên dưới nhé. Chúng ta sẽ có 2 phút để chuẩn bị các bạn nhé. Các bạn có thích chủ điểm ngày hôm nay không? Về word stress? Mình hy vọng là chủ điểm ngày hôm nay sẽ đem lại cho các bạn thật nhiều điều thú vị, nhiều điều bổ ích. Và xóa tan cái gọi là nỗi sợ hãi của một số bạn khi nói đến trọng âm từ trong tiếng Anh. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể hỏi ngay từ bây giờ nhé. Ok, so are you ready guys? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu buổi livestream và nội dung chính ngày hôm nay nhé. Chủ điểm đầu tiên mình nhắc đến đó là thế nào là trọng âm từ trong tiếng Anh. Theo các bạn, thế nào là trọng âm của một từ ạ? Nếu các bạn có câu trả lời thì hãy comment ở bên dưới nhé. Theo các bạn, thế nào là trọng âm từ? Ok. Các bạn nào có câu trả lời không ạ? Thế nào là trọng âm từ trong tiếng Anh các bạn? Mình nghĩ câu hỏi này sẽ không khó một chút nào. Chúng mình hãy comment ở bên dưới nhé. Ok, rồi. Để biết thế nào là trọng âm từ trong tiếng Anh thì trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem vậy một từ trong tiếng Anh được cấu tạo như thế nào các bạn nhé. Ok, các bạn hãy cùng xem một số ví dụ từ mình sau đây. Các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình và cùng đọc to theo mình nhé. A. Big. About. Beautiful. Ok. Đây là một số từ Anh khá là phổ thông đúng không các bạn? Rồi, vậy các bạn vừa mới nghe mình đọc xong và có thể bản thân các bạn cũng tự đọc luôn. Thì các bạn thử trả lời xem một từ trong tiếng Anh được cấu tạo như thế nào ạ? Rồi, các bạn lưu ý nhé. Mỗi một từ trong tiếng Anh thì có thể có một âm tiết hoặc là nhiều âm tiết. Ok. Rồi, vậy thì âm tiết là gì ạ? Âm tiết là một cái đơn vị mà cấu thành nên một một đơn vị gồm có một nguyên âm. Ok, ví dụ như a, một nguyên âm thế này, hoặc một nguyên âm và bao quanh nó bởi các phụ âm. Ví dụ như cái từ big, nó bao gồm có một nguyên âm là i và hai phụ âm đó là b và g bao quanh nó thì sẽ tạo thành một âm tiết. Và
Và như chúng mình cùng quan sát cách phiên âm của các từ sau đây. Ví dụ như từ a, từ này nó chỉ có một nguyên âm duy nhất là âm a, hay cách đọc thứ hai là ơ, hiểu chưa? Và nó cũng chỉ tạo thành một âm tiết duy nhất. Trong khi đó từ big gồm có hai consonant sounds, tức là hai nguyên âm và một phụ âm, và nó cấu thành nên một âm tiết. Còn từ about, theo khi đọc chúng ta thấy nó bật ra mấy âm tiết ạ? About, hai âm tiết đúng không nào? Âm tiết đầu tiên thì gồm có một nguyên âm, đó là a, và âm tiết thứ hai about thì bao gồm có một nguyên âm đôi, đó là al, và hai phụ âm, đó là b và t, đúng chưa? Trong khi đó từ beautiful, theo cách đọc và các bạn nghe để xem là có mấy âm tiết. Beautiful, à, có ba âm tiết đúng không ạ? Âm tiết đầu tiên đó là beau, ok. Âm tiết hai là t, và âm tiết thứ ba là ful. Đó, âm tiết thứ nhất beau thì được cấu thành bởi một nguyên âm, đó là một phụ âm là b. Đây, chúng ta từ quan sát thế này để chưa, ok, để chúng ta hình thành nên. À, vậy mình sẽ nhắc lại một lần nữa, mỗi một từ trong tiếng Anh thì có thể có một âm tiết hoặc có nhiều âm tiết, và mỗi một âm tiết thì được tạo thành bởi một nguyên âm hoặc là một nguyên âm và bao quanh nó là các phụ âm, hiểu chưa? Rồi, nhưng một điều đương nhiên, khi các bạn nghe thấy người bản xứ nói, không bao giờ chúng ta thấy trong cùng một từ mà tất cả các âm tiết đều được phát âm rõ ràng như nhau, đúng chưa? Chắc chắn sẽ có những âm tiết mà mình nghe thấy là người ta phát âm nó có vẻ như mạnh hơn, cao hơn, rõ hơn những âm tiết còn lại. Và đấy là lý do vì sao mà đôi khi nghe người bản xứ nói, mặc dù những từ đấy rất là đơn giản thôi, nhưng có khi chúng ta vẫn không nhận ra, mà phải chờ đến khi họ viết cái từ đấy ra rồi chúng ta mới phát hiện ra, à, hóa ra là từ này đây, đúng không ạ? Ok, vậy thì cái hiện tượng mà trong một từ nó bao gồm có từ hai âm tiết trở lên mà chúng ta nghe thấy có âm tiết được phát âm rõ hơn, mạnh hơn, cao hơn những âm tiết còn lại, thì đấy chính là hiện tượng mà trọng âm rơi vào âm tiết đó các bạn nhé. Ok, đấy gọi là trọng âm ở trong từ đấy các bạn ạ. Rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Rồi, và nếu như chúng ta nhìn vào cách phiên âm của một từ trong tiếng Anh thì bạn cùng lưu ý đây ạ, cái từ about như thế này. Ok, trong cái từ about các bạn sẽ thấy là a ở phía trước cái âm tiết thứ hai, người ta có cái dấu phẩy nhỏ nhỏ như tay ở phía trên đầu của nó, đúng chưa? Và cái này người ta gọi nó là ký hiệu phiên âm, à, ký hiệu trọng âm đây ạ. Đây, à, vậy khi cái dấu phẩy này rơi đến trước cái âm tiết about thì trọng âm đây rơi vào âm tiết này. Ok, vậy là từ nay trở đi khi chúng ta tra từ điển thì chúng ta hãy đặc biệt lưu ý đến hiện tượng là trọng âm của từ các bạn nhé. Vậy là chúng ta xong phần đầu tiên, đúng chưa? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là trọng âm từ. Vậy câu hỏi tiếp theo của mình là, theo các bạn trọng âm từ có thực sự là quan trọng hay không ạ? Yes or no, everyone? Nếu bạn nào nghĩ là yes thì hãy comment ở bên dưới nhé. Và theo các bạn, nếu như nó quan trọng thì vì sao ạ? Mình có thêm một câu hỏi nữa dành cho các bạn, là các bạn đã bao giờ nói chuyện với bạn nước ngoài bằng tiếng Việt hay chưa? Thì ai đã từng làm việc đấy rồi ạ? Và cái trải nghiệm đó của các bạn như thế nào ạ? Hàng ngày thì bản thân mình nói chuyện với các bạn nước ngoài khá là nhiều. Và còn hầu hết là mình nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng cũng thỉnh thoảng có một số bạn đang học tiếng Việt nên mình cũng nói chuyện bằng tiếng Việt các bạn ý. Thì có một cái tình huống vui vui, đó là có một bạn mới sang Việt Nam. Bạn mới sang Việt Nam được khoảng 2 tháng thôi. Bạn là người Mỹ và đang học tiếng Việt. Đấy, thì mỗi lần nghe bạn nói thì mình phải tập trung rất là, gọi là tập trung cao độ đấy, để cố gắng nghe và đoán xem bạn ấy đang nói cái gì. Vì có một vấn đề là khi bạn nói tiếng Việt, thường bạn ấy giản lược là bỏ hết tất cả các dấu trong tiếng Việt nhà mình đi, trong khi tiếng Việt nhà mình thì có thanh dấu rất là rõ ràng. Đó. Đấy, thế là dẫn đến tình trạng là mình lúc nào cũng trong tâm thế là tập trung cao độ, vừa nghe và vừa đoán. Mà các bạn biết rồi đấy, đoán thì sẽ có lúc là mình đoán được, có lúc mình đoán không ra nó là cái gì cả. Và đôi khi mình hay nói đùa đấy là tai nạn mặt ngôn ngữ, vì nghe một từ mà lại hiểu lầm sang một từ khác. Rồi, các bạn thử nhìn xem một cái ví dụ sau đây nhé. Bạn có bao giờ nhận được một cái tin nhắn như thế này chưa ạ? Một tin nhắn hoàn toàn bằng tiếng Việt nhưng mà không có dấu. Đây, lần đầu tiên khi đọc cái tin nhắn này của bạn mình thì mình cũng nghĩ bạn ấy là đang mua quà chưa về được. Đấy, nhưng khi bạn ấy trở về nhà với hai bàn tay trắng thì mình cũng phải ngỡ ngàng mà. Tôi không hiểu tại sao nhận được tin nhắn mà về không có gì. Hóa ra bạn ấy đang mưa quá chưa về được. Đó, nó mất hết tất cả các dấu ở trong tiếng Việt này mình đi. Thế thành ra tình trạng là cái message mình nhận được từ bạn ấy nó bị sai lệch hoàn toàn. Vậy thì các bạn hãy nghĩ xem, tiếng Việt nhà mình có thanh dấu rất là đầy đủ. Và nếu như khi mà chúng ta nói tiếng Việt, chúng ta bỏ hết tất cả các thanh dấu đi, thì sẽ dẫn đến tình trạng là người nghe người ta sẽ hiểu lầm ý của mình.
Vậy thì chúng ta nghĩ xem, trong tiếng Việt thanh dấu nó quan trọng như thế nào thì trọng âm trong tiếng Anh quan trọng y hệt như vậy các bạn nhé. Nếu mà các bạn khi nói tiếng Anh mà chúng ta không có trọng âm hoặc là đánh trọng âm sai từ nào đấy thì thứ nhất là sẽ nghe không tự nhiên, thứ hai là sẽ dễ đến là hiểu lầm, người ta không thể hiểu được mình đang nói từ gì luôn các bạn ạ. Và để kiểm chứng điều này thì ngay trong ngày mai hoặc là cuối tuần này các bạn hãy thử bắt chuyện với một bạn nước ngoài nào đấy mà chúng ta nói tiếng Anh hoàn toàn bỏ hết tất cả trọng âm trong từ đi, để thử kiểm chứng xem là nó có, người ta có thể hiểu được mình hay không, và người ta có thấy là mình nói như thế có hay hay không các bạn nhé. Ok. Còn bản thân mình thì một lần nữa xin nhấn mạnh với các bạn, đấy là trọng âm từ là một trong yếu tố cực kỳ quan trọng trong tiếng Anh. Thứ nhất đó là để đảm bảo từ đó được phát âm chính xác, để người ta có thể nghe và hiểu được mình. Thứ hai là để đảm bảo được khi chúng ta nói nghe tự nhiên giống như là người bản xứ người ta nói chuyện. Ok, được chưa? Rồi. Đấy, vậy là chúng ta biết thế nào là trọng âm từ, nó quan trọng như thế nào rồi. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để phát âm một từ với trọng âm đúng? Theo các bạn ạ, làm thế nào để phát âm một từ mà có trọng âm đúng bây giờ ạ? Đấy, tôi biết theo lý thuyết là đầu tiên tôi mở từ điển ra, tôi tra một từ, tôi biết các âm tiết thế này, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai rồi. Vậy làm thế nào với cái âm tiết mà có chứa trọng âm như thế này ạ? Các bạn lưu ý nhé, mỗi một từ trong tiếng Anh sẽ chỉ có một trọng âm duy nhất, được chưa? Các bạn sẽ chỉ thấy một cái dấu phẩy duy nhất ở trên đầu một âm tiết như thế này thôi. Đâu đó các bạn sẽ thấy là có một số từ trong tiếng Anh có người nói là nó có hai trọng âm đấy, tức là trọng âm chính và trọng âm phụ. Ok, trường hợp đấy thì cũng ít khi xảy ra lắm các bạn ạ. Nó chỉ xảy ra với những từ mà hơi dài một chút, tức là có từ 4 hoặc 5 cái âm tiết trở lên thôi, được chưa? Đây bạn cùng nhìn một ví dụ như thế này. Đó, tức là với cái âm tiết này, với cái từ advertisement có 4 âm tiết thì cái dấu phẩy trên đầu thế này. Đó, đấy là ký hiệu của trọng âm chính. Còn có thể có cái phẩy nhỏ nhỏ thế này, tức là ký hiệu của trọng âm phụ. Nhưng mà về cơ bản thì cái trọng âm phụ nó sẽ không quan trọng lắm. Thế nên trong quá trình các bạn học và luyện nó, chúng ta có thể bỏ qua cái trọng âm phụ này. Và chúng ta chỉ cần nhớ một nguyên tắc, đó là mỗi một từ trong tiếng Anh sẽ chỉ có một trọng âm. Mà nếu như mình nghe thấy đâu đó từ có hai trọng âm thì chắc hẳn là các bạn đang nghe hai từ, được chưa ạ? Đấy là nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta nhớ nhé. Mỗi một từ sẽ chỉ có một trọng âm. Nguyên tắc thứ hai, khi trọng âm rơi vào âm tiết nào thì âm tiết đó sẽ được phát âm dài hơn, mạnh hơn, rõ hơn và cao hơn những âm tiết còn lại. Đó. Đấy là lý do vì sao mà có lúc mình nghe một từ mình chỉ bắt được mỗi một cái âm tiết duy nhất thôi, còn những âm tiết còn lại chúng ta nghe không rõ. Được chưa? Mình sẽ nhắc lại nhé. Khi trọng âm rơi vào âm tiết nào trong từ đó thì âm tiết đó sẽ được phát âm cao hơn, dài hơn, mạnh hơn và rõ hơn so với những âm tiết còn lại. Ok. Rồi, đấy là nói về phần lý thuyết đúng không ạ? Tôi biết rồi, thế nó cao hơn, dài hơn, mạnh hơn, rõ hơn. Vậy thì bây giờ làm thế nào để phát âm nó ra được, để khác với những âm tiết còn lại? Thì có một cái gọi là bí quyết dành cho các bạn như thế này. Ví dụ như cái từ about thế này ạ. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Âm thanh phải đọc cao hơn, mạnh hơn, dài hơn, rõ hơn. Nhưng nếu mà để đảm bảo cả bốn yếu tố đấy thì đôi khi hơi khó. Và thực tế khi các bạn nghe người bản xứ nói thì sẽ có hai cái yếu tố mà mình nhận ra rõ ràng nhất. Đó là yếu tố cao hơn và dài hơn. Tức là cái âm tiết mà chứa trọng âm thì nó sẽ vẫn cao hơn và dài hơn. Và để cho khi mà mình phát âm một từ nghe nó tự nhiên đó, thì chúng ta thay vì chúng ta cứ lên giọng ở cái âm tiết mà chứa trọng âm, ví dụ about, nếu tôi lên giọng rất là cao là about, about thì có vẻ nghe nó không được tự nhiên lắm đúng không các bạn? Ok, đấy nhá, about, được chưa ạ? About, đấy, nó sẽ lên từ từ và xuống từ từ chứ không có lên thẳng xuống thẳng đó. Rồi, vậy mình xin tóm tắt lại một chút nhé. Khi trọng âm rơi vào âm tiết nào trong tiếng Anh thì trong một từ thì âm tiết đó sẽ được phát âm cao hơn, dài hơn, mạnh hơn và rõ hơn những âm tiết còn lại. Và trong những yếu tố này thì yếu tố là cao hơn và dài hơn là hai yếu tố dễ nhận biết nhất và chúng ta hãy chú ý đến nó. Và để cho cái âm tiết chứa trọng âm nó được cao hơn âm tiết còn lại thì thứ nhất chúng ta hãy làm một động tác, đó là chúng ta hạ thấp giọng mình ở những âm tiết còn lại xuống. Được chưa? Đó. Và thì ngay lập tức là cái âm tiết cần đánh trọng âm nó sẽ được nổi lên ngay. Và cái thứ hai đó là đừng bao giờ các bạn lên giọng và xuống giọng một cách đột ngột. Và rất khoát là about đó, nghe nó rất là cứng. Mà chúng ta bao giờ cũng là lên từ từ và xuống từ từ. About đó, chúng ta lên từ từ và xuống từ từ. Vậy nếu các bạn đảm bảo được tất cả những yếu tố như thế này thì chúng ta sẽ phát âm được một từ có trọng âm đúng và nghe sẽ rất là tự nhiên. Ok. Rồi, vậy là chúng ta sẽ đã cover xong 3 phần rất là đơn giản nhé. Thế nào là trọng âm của từ này, trọng âm của từ nó có quan trọng hay không, và làm thế nào để đánh trọng âm đúng cho một từ.
Còn bây giờ sẽ đến phần mà mình hy vọng là sẽ rất là hữu ích cho các bạn, đấy là phần practice. Hôm nay thì tất nhiên là mình sẽ không thể nào luyện tập phát âm tất tần tật các từ trong tiếng Anh cùng với các bạn được rồi. Mình sẽ đưa ra đây một số cái ví dụ điển hình, một số từ mà có lẽ là các bạn gặp một chút khó khăn trong quá trình các bạn luyện phát âm. Còn nếu như các bạn muốn biết thêm về cách phát âm của những từ nào nữa thì các bạn hãy comment ở bên dưới nhé. Các bạn muốn bắt đầu bằng những từ khó trước hay là bắt đầu từ dễ trước ạ? Thực ra thì hôm nay cũng gọi là dễ thì cũng không hẳn là dễ, mà khó thì cũng không hẳn là khó đâu các bạn. Giờ các bạn cùng ngược lên màn hình nhé. Từ đầu tiên ạ, nếu nhìn thấy từ này các bạn sẽ đọc như thế nào ạ? Chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. À, từ này của chúng ta có hai cái phiên âm. Nếu theo giọng Anh thì đây chúng ta thấy là cái dấu trọng âm nó rơi vào âm tiết thứ hai. Còn nếu mà phát âm theo kiểu Anh Mỹ thì dấu trọng âm nó rơi vào âm tiết thứ nhất. Ok, vậy tùy vào mong muốn của các bạn có thể phát âm theo giọng Anh hay phát âm theo kiểu Anh Mỹ đều được cả. Chúng ta không có khái niệm là phát âm theo kiểu Anh với Anh Mỹ thì cái nào đúng, cái nào sai, hay cái nào hay, cái nào không hay. Hay hay không là do cảm nhận của mỗi một người, được chưa? Chúng ta đảm bảo yếu tố là khi chúng ta nói ra và người nghe tiếp nhận thông tin của mình một cách chính xác là được. Rồi chúng ta cùng nhìn vào từ này. Cách phiên âm đầu tiên theo kiểu của người Anh thì chúng ta có hai âm tiết. Thứ nhất là thứ hai là dress. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vậy khi đó thay vì chúng ta lên giọng là dress, chúng ta hãy hơi xuống giọng âm tiết thứ nhất một chút. Và để cho dễ thì lúc ban đầu chúng ta có thể tập là chúng ta bỏ hết tất cả cái trọng âm đi, tức là tất cả các âm tiết nó có cùng một cao độ như nhau. A dress. Và sau chúng ta mới biến đổi cái giọng mình. A dress. Ok, các bạn cùng nhắc lại nhé. A dress. Rồi, còn nếu mà chúng ta phát âm theo kiểu của người Mỹ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Đấy, từ này cũng vẫn có hai âm tiết các bạn nhé. Address. Đó, mình sẽ xuống giọng âm tiết thứ hai. Address. Ok, chúng ta có thể là address hoặc address. Cả hai cách đều đúng các bạn nhé. Ok, từ thứ hai. Với từ này thì đố các bạn biết là chúng ta phát âm như thế nào thì đúng ạ. Nếu như các bạn nhìn vào đây thì rõ ràng từ này có hai cách phiên âm. Đúng không ạ? Nó không phải là do Anh hay Anh Mỹ, Anh hay là Anh Mỹ đâu các bạn ạ, mà nó do loại từ quy định. Cái từ này nếu như nó ở dạng là adjective hoặc là noun thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Được chưa? Và chúng ta đọc là present. Được chưa? Đây, present. Chúng ta hạ giọng âm tiết thứ hai. Present. Còn nếu như nó đang ở dạng là verb thì trọng âm lại rơi âm tiết thứ hai. Chúng ta đọc là present. Vậy thì bây giờ nếu như mà nghe người ta nói thì không biết làm nào phân biệt được ạ các bạn. Làm thế nào bây giờ ạ? Cách dễ nhất đấy là chúng ta dựa vào, đầu tiên là dựa vào cách phát âm rồi. Nhưng mà nhớ chẳng may phát âm không hiểu thì chúng ta sẽ dựa vào context, đúng không ạ? Ngữ cảnh để đoán. Các bạn cùng xem một ví dụ sau đây nhé. Ok, rồi nếu nhìn vào cái ví dụ này các bạn thì theo các bạn, từ đầu tiên này mình sẽ đọc là present hay là present? Đọc thế nào hả các bạn? Nếu các bạn quan sát nhé, trong cả một cụm từ này nó bắt đầu bằng mạo từ là vậy chắc chắn đây là một cụm danh từ đúng không ạ? Vì nó là một cụm danh từ, vậy đương nhiên tôi sẽ đọc là gì ạ? Present, đúng không ạ? Ok, vậy tôi sẽ đọc là a wedding present. Rồi, còn trong cái cụm từ thứ hai đây, các bạn thử đoán xem cái từ in đậm của chúng ta đây là loại từ gì ạ? Nó có phải là danh từ không? Hay nó là động từ? Chắc chắn là không rồi. Nó đang là adjective, tính từ các bạn ạ. Ok, vì đây chúng ta đang có một cụm danh từ này. Cái từ address là danh từ, trước nó là một tính từ. Vậy nếu là tính từ chúng ta sẽ phát âm thế nào các bạn? Trọng âm thứ nhất hay trọng âm thứ hai? Chúng ta cùng xem lại nhé. Ok, nếu đây là một tính từ thì trọng âm vẫn rơi vào âm tiết thứ nhất. Đó là
present. Present. Và cả cụm từ này chúng ta sẽ đọc là my present address. My present address. Đúng không ạ? Ok. Và trong cái ví dụ thứ ba của chúng ta, từ in đậm của chúng ta nhìn thế này thôi biết ngay nó là động từ rồi đúng không ạ? Câu này đang ở thể hiện tại tiếp diễn đây. Ok. Vậy khi nó là động từ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ. Âm tiết thứ. Thứ mấy các bạn? Thứ hai đúng không ạ? Và tôi đọc là present. Present. Rồi, vậy khi đưa vào một câu chúng ta sẽ đọc là he is presenting now. Đó, he's presenting. He's presenting now. Ok, present. He is presenting now. Đấy, vậy khi này nó là một verb. Các bạn đặc biệt lưu ý một chút nhé. Ví dụ như cái từ address thì mình có thể phát âm theo giọng Anh hay Anh Mỹ đều được cả. Nhưng với cái từ này, nếu chúng ta phát âm sai thì ngay lập tức người nghe sẽ tiếp nhận thông tin theo chiều hướng khác nhau. Và chúng ta hãy cần một chút practice một chút. Ok. Ok, rồi một từ tiếp theo. Đố bạn biết phát âm từ này thế nào ạ? Các bạn có nhìn thấy hai cách phiên âm không? Rồi, thực ra với từ này thì mình đã gặp khá nhiều câu hỏi từ phía các bạn, học viên của mình, và không biết là đọc thế nào cho nó chính xác. Các bạn lưu ý nhé. Thực tế ra ấy, với người bản xứ, kể cả người Anh hay người Mỹ cũng vậy thôi, mỗi một cái vùng miền khác nhau thì đâu đó các bạn sẽ nghe thấy là người ta phát âm các từ cũng sẽ hơi khác nhau một chút. Cũng giống như người Việt Nam mình thôi các bạn. Người miền Bắc, người miền Nam sẽ nói khác nhau một chút. Và bản thân người miền Bắc chúng ta thôi, ở một các tỉnh thành khác nhau, thì cách mà chúng ta nói rồi giọng điệu của chúng ta cũng sẽ có những sự chênh lệch nhất định, đúng không ạ? Vậy thì đương nhiên người nước ngoài cũng vậy thôi. Vậy chúng ta cùng lưu ý nhé. Rồi, cái từ này được chưa? Thứ nhất, cách phát âm thứ nhất, à, nó sẽ có mấy âm tiết các bạn? Mấy ạ? Hai âm tiết đúng không ạ? Âm tiết thứ nhất là his. Âm thứ hai là tree. Đó. Vì trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, vậy thay vì tôi lên giọng quá, tôi hãy giữ nguyên cái cao độ của âm tiết này và tôi hạ giọng âm tiết thứ hai. His. Lần đầu nhá, mình sẽ đọc hoàn toàn không có trọng âm nhá. His tree. His tree. Đó. Để mình quên với các cái âm tiết của nó đi đã. Sau khi mình cảm thấy là ok, có vẻ là trôi chảy rồi, bắt đầu mình mới lên giọng và xuống giọng. Ok. History. History. Ok. Rồi. Và đâu đó khi bạn xem cũng có lúc cái từ này nó lại được phiên âm như thế này, tức là nó có ba âm tiết. Ok. Thì cả hai cách phát âm này đều đúng cả các bạn ạ. Chúng ta lưu ý nhá, nếu có ba âm tiết thì chúng ta âm tiết đầu tiên là his, âm thứ hai là ter, âm thứ ba là e. Đấy. His ter e. Và nói nhanh, history. History. Vì trọng âm vẫn không thay đổi, vẫn rơi vào âm tiết thứ nhất. History. 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 Nếu như hai từ này các bạn phát âm nhanh ấy, thì cả hai cái cách phiên âm này thì nó cũng khá là giống nhau. History. 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 Ok. Không quá khó đúng không các bạn? Rồi, từ tiếp theo ạ, từ này có quen thuộc với các bạn không? Chắc chắn ai cũng có rồi đúng không ạ? Cũng có một, family. Ok, rồi chúng mình cùng quan sát nhé. Từ này thì có ba âm tiết tất cả đúng không ạ? Family. Đây, chúng mình đọc đây. Family. Chắc âm rơi vào âm tiết thứ nhất nhé. Family. Family. Chúng ta sẽ xuống giọng hai tiết còn lại. Family. Và đâu đó khi các bạn nghe người bản xứ, đặc biệt là người Mỹ phát âm, các bạn sẽ thấy từ này gần như biến mất âm tiết thứ hai. Tức là nó sẽ chỉ còn hai âm tiết là family. Family. Đó, đấy là khi mà dạng họ nói rất là nhanh. Các bạn lưu ý nhá. Từ này có thể phát âm là ba âm tiết, đó là family. Family. Hoặc một cách thứ hai, khi người bản xứ nói nhanh, họ sẽ chỉ còn có hai âm tiết, đó là family. 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 Quan trọng nhất là cái trọng âm của chúng ta không đổi. Ok. Rồi, à có một bạn vừa hỏi một số từ. Comfortable. And ok, rồi. Lát nữa mình sẽ trả lời các bạn nhé. Có một cái từ mà
Cũng có rất nhiều là bạn đã hỏi. Đấy là từ này các bạn. Các bạn thấy quen thuộc không? Rồi, từ này ạ. Chúng ta cùng lưu ý này. À, từ này nếu bạn phân tích ra nó có mấy âm tiết ạ? Interesting. 4 âm tiết đúng không ạ? Thực tế từ này sẽ có 2 cách phát âm. Các bạn có thể phát âm theo kiểu 4 âm tiết là interesting. Hoặc chúng ta bỏ cái âm ơ này đi, chúng ta là interesting. Sẽ chỉ còn có 3 âm tiết thôi. Đây ạ, mình sẽ viết lại phiên âm các bạn cùng nhìn nhé. Ok, đây chúng ta cùng quan sát. Từ này có thể là có 4 phiên âm, 4 âm tiết. Interesting. 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 Hoặc khi người ta nói nhanh, người bản xứ nói nhanh thì nó sẽ rút xuống còn 3 âm tiết. Interesting. 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 Một lần nữa xin nhắc lại với các bạn, yếu tố quan trọng nhất đó chính là trọng âm của từ phải đúng. Chúng ta cùng nhắc lại nhé. Interesting. Interesting. Ok. Cũng tương tự như cái từ interest mà các bạn vừa mới hỏi ạ. Đây. Interest. Chúng ta bỏ một cái đuôi này đi. Bỏ cái đuôi ing này đi. Interest. Cũng tương tự thôi. Trọng âm vẫn rơi vào âm tiết thứ nhất. Chúng ta sẽ hạ giọng ở hai âm tiết còn lại. Interest. Interest. Ok. Yeah. Rồi ạ. Từ tiếp theo sẽ hơi dài một chút các bạn. Từ này, âm tiết của nó hơi dài một chút. Chúng ta thử đoán sẽ có bao nhiêu âm tiết, chúng ta đếm thử nhé. Communication. 1, 2, 3, 4, 5. À, từ này có 5 âm tiết, đúng không ạ? Thì đây chúng ta thấy trọng âm chính nó rơi vào cái âm tiết K. Và đây, đây chính là cái dấu hiệu của trọng âm phụ đây. Là cái âm mil, mình có thể hơi lên giọng một chút cũng được. Nhưng phải đảm bảo là nó không thể là cao độ của nó vẫn phải thấp hơn cái âm K. Đó. Communication. Đây là cách đọc mà mình đang bỏ hết tất cả trọng âm các bạn nhé. Không có một chút trọng âm nào luôn. Giờ communication. Bắt đầu mình lên giọng K. Những âm tiết còn lại chúng ta xuống giọng này. Communication. 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 Đó âm K. Shin chúng ta xuống. Communication. Được chưa ạ? Các bạn cùng nhắc lại một lần nữa nhé. Communication. Được chưa ạ? Rồi. Từ tiếp theo ạ. Ồ, từ này. Bắt đầu chúng ta đang đọc những từ mà có nhiều âm tiết đấy ạ. Ok. University. Ồ, mấy âm tiết các bạn? U, 1, 2, 3, 4, 5. 5 âm tiết. Và vẫn giữ nguyên nguyên tắc lúc ban đầu đấy là chúng ta hãy chỉ đọc những cái âm tiết một cách ngang bằng nhau thôi, chưa cần quan tâm đến trọng âm, để cho mình quen với các âm tiết đã, được chưa ạ? University. Trọng âm rơi vào âm ver, vậy chúng ta hãy xuống giọng những âm còn lại. University. 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 Ok. Những âm tiết còn lại chúng ta sẽ đọc nó ngắn và thấp giọng xuống. University. Được chưa ạ? Nào. Người Mỹ sẽ âm này là âm đây, tức là cái âm flotty chứ không phải là university mà university. Ok, nếu các bạn đã theo dõi 3 buổi livestream trước của Step Up về chủ đề là luyện đọc, luyện ngữ đọc để có một ngữ điệu hay hơn và tự nhiên hơn, thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cái âm trong phát âm Anh Mỹ rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại một chút nhé. Ok. Rồi một lần nữa. University. Ok. Ô, từ này nữa các bạn ơi. Có dài không các bạn? 1, 2, 3, 4. À, từ này có 4 âm tiết. Trọng âm ra âm tiết thứ mấy các bạn? Các bạn bây giờ đã quen với dấu hiệu của trọng âm chưa? Rồi. Từ này có tất cả 3 cách phiên âm các bạn nhé. Ok, từ này có 3 cách phiên âm các bạn nhé. Rồi. Cách phiên âm thứ nhất ấy, và cách phiên âm thứ 3 thì trọng âm rơi âm tiết thứ nhất. Còn trong cách phiên âm thứ 2 thì trọng âm rơi âm tiết thứ 1 hạt, âm tiết thứ 3. Ok, vậy bây giờ mình bắt đầu với cách phiên âm thứ nhất này nhé. Rồi. Television.
Đấy, hoàn toàn không có trọng âm nhá. Chúng ta sẽ xuống giọng ở những âm tiết còn lại và đọc nó ngắn hơn một chút. Television. Television. Tương tự như cái cách phát âm thứ nhất, thì cách phát âm thứ ba trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ nhất, nhưng nó chỉ có khác âm tiết thứ hai, nó là âm ơ, chứ nó không phải là i nữa thôi ạ. Television. 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 Còn trong cách phát âm thứ hai thì các bạn sẽ thấy là trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vision. Television. 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 Ok. Vậy tùy theo các bạn thôi, chúng ta thích phát âm theo cách nào cũng được. Mình thì hay quen nhất với cách này. Cách thứ ba, đó là trọng âm rơi âm tiết thứ nhất. Television. Television. Ok. Rồi các bạn, từ tiếp theo ạ. Temperature. Temperature. Rồi, từ này có hai cách phát âm các bạn nhé. Theo cách thứ nhất thì nó sẽ chỉ có 3 âm tiết thôi. Temperature. Và theo cách phát âm thứ hai thì nó sẽ có 4 âm tiết. Temperature. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách thứ nhất nhé. Temperature. Đấy là mình đang đọc không có trọng âm. Temperature. Bây giờ trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, vậy chúng ta hãy giữ nguyên cao độ của nó và đọc nó rất là rõ. Còn hai âm tiết còn lại chúng ta hãy đọc nó ngắn gọn hơn, nhanh hơn và xuống giọng. Temperature. 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 Ok. Và cái từ thứ hai, cách phát âm thứ hai. Trọng âm rơi âm tiết thứ nhất. Trọng âm nó không thay đổi các bạn nhé. Đây, trọng âm rơi âm tiết thứ nhất nhưng nó có 3-4 âm tiết này. Temper. Đây là theo Anh Mỹ thì đằng sau nó có âm er rất là nặng. Temper. Er. Chur. Temper. Er. Chur. Temperature. 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 Dạ. Temperature. Đó, trọng âm rơi âm tiết thứ nhất. Ok. Với từ này thì nói thật với các bạn là mình hay gặp các bạn ấy phát âm sai đó. Temperature. Đấy, đấy là cách mà mình hay cái phát âm mà mình hay nghe thấy. Nhưng mà xin lưu ý các bạn từ nay trở đi, nếu mà đã xem buổi livestream này thì đừng đọc lại temperature nữa nhé. Temperature. Trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, dù là có 3 âm tiết hay là 4 âm tiết đi chăng nữa thì vẫn cứ là temperature. Temperature. Ok. Và tương tự với nó chúng ta có một từ để là thế này ạ. Ok. Đây. Thứ nhất là nó có thể là có 3 âm tiết, hoặc theo cách phát âm thứ hai thì nó sẽ có 4 âm tiết. Trọng âm rơi âm tiết thứ nhất. Li. Đây. Literature. 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 Còn cách thứ hai. Literature. Literature. Được chưa ạ? Giống hết đến cái từ này thôi. Temperature. Trọng âm rơi âm tiết thứ nhất, chúng ta giữ nguyên cái cao độ của nó, mình đọc cho nó rõ ràng. Thì âm tiết còn lại chúng ta sẽ xuống giọng một chút, đọc ngắn gọn hơn. Ok. Giống như các bạn có một địa danh rất là nổi tiếng ở Hà Nội luôn, đó là Văn Miếu ấy. Đấy, the first university in Vietnam. Nên rất nhiều bạn nói là Temple of Literature, đúng không ạ? Đã bao giờ bạn phát âm như thế chưa? Nếu mà bạn đã từng phát âm như thế thì ngay buổi hôm nay chúng mình hãy sửa đấy nhá. Temple. Temple of Literature. Literature. Trọng âm thứ nhất các bạn nhé. Ok. Rồi. Còn từ nào mình các bạn muốn mình chia sẻ được không? Còn một từ nữa mình đang muốn chia sẻ với các bạn, và mình tin chắc là từ này các bạn gặp rất là nhiều, nhưng không biết là cái tỷ lệ là phát âm đúng thì nó là bao nhiêu thôi. Đấy là từ này ạ. Rồi. Theo phiên âm của Anh, đây, dù là Anh hay Anh Mỹ, chúng ta thử đếm xem là có bao nhiêu âm tiết nhé. Advertisement. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 âm tiết đúng không ạ? Rồi, từ này có 4 âm tiết. Và nếu như phát âm theo kiểu của giọng Anh thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Chúng ta bây giờ hãy đọc. Chúng ta hãy đọc tất cả các âm tiết này mà không có trọng âm nhé. Tức là cao độ ngang như nhau. Advertisement. 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 Đấy. Advertisement.
Advertisement. Advertisement. Advertisement. Rồi, nếu phát âm theo kiểu anh Mỹ, cái này thì mình quen thuộc hơn, mình cũng thích hơn các bạn ạ. Đấy là cái sở thích cá nhân của mình thôi nhá. The advertisement. Advertisement. Chờ âm dâm âm tiết thứ. Đây, advertise. Vậy âm tiết verment. Mình hãy xuống giọng nhá. Advertisement. 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 Ok, bây giờ các bạn đã thấy từ này phát âm dễ dàng hơn chưa ạ? Một lần nữa nhé. Advertisement. 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 Ok, rồi. Vậy là mình đã hoàn thành xong một số cái từ mà đã có rất nhiều bạn hỏi để chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Ok, các bạn có muốn review lại một lượt không? Chúng ta cùng review lại một lượt nhé các bạn nhé. About, about, address, address, communication, communication, interesting, interesting, family, family. Các bạn mới hỏi từ history đúng không? Tối nay vừa hướng dẫn chúng ta lúc ban đầu rồi đây ạ. History. 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 Từ này có mấy cái phát âm đấy các bạn? Từ này mình sẽ đọc là present. 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 Presenting. Ok. So, this one, temperature, temperature, television, television, sorry, come on, television, 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 university, university. Finish? Literature. Literature. Và một từ đó là advertisement. 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 Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một chút. Có một số bạn hỏi một số từ nữa. Ok, các bạn chờ một chút nhé. Các bạn chờ một chút nhé. Có bạn đang hỏi một từ để mình viết ra đây để các bạn nhìn cho dễ ạ. Đây có một bạn, bạn Hồng Tích, bạn là Vinh ạ, hỏi từ này ạ, các bạn nhìn có rõ không ạ? Các bạn nhìn rõ không? Ok, từ này chúng mình cùng nhau đếm xem là có bao nhiêu âm tiết nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 5 âm tiết đúng không các bạn? Và chọn âm rơi âm tiết thứ mấy ạ? Đây, 1, 2, 3, 4, âm lề đúng không ạ? Congratulations. Đây là hoàn toàn mình đang đọc không có trọng âm nhé. Congratulations. Trọng âm rơi âm lề. Vậy mình hãy mình xuống giọng. Shins, mình cũng xuống giọng. Và các bạn để ý cái ending sound nó là âm z nha, âm z, âm hữu thanh. Hữu thanh tức là khi mình sờ dây hiệu quản của mình các bạn sẽ thấy nó rung. Hai hàm răng chúng ta nghiến vào nhau, lưỡi chúng ta gần như để thẳng. Đó, z.
Congratulations. Congratulations. Chúng ta bắt đầu tăng tốc này. Congratulations. Congratulations. Ok chưa các bạn? Có một bạn hỏi từ từ girl. Từ này thì không liên quan lắm với chủ đề là trọng âm của chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà bạn ấy đang hỏi một chút thì mình xin phép viết ra đây nhá. Được chưa ạ? Có một bạn hỏi từ này. Hôm nay thì nó không liên quan lắm đến chủ đề trọng âm, nhưng mà nó cũng vẫn là đang là tiếng Anh của nhà mình, thế nên chúng ta cùng nhau để ý nhá. Cái từ này đúng không ạ? Rồi trong cái từ này thì có hai yếu tố bạn cần phải lưu ý. Đầu tiên đó là âm er. Với cái vowel này thì các bạn lưu ý cái khẩu hình của mình này. Môi mình đẩy lên phía trước, môi mình cong lên và lưỡi chúng ta cũng sẽ uốn cong. Với mình thì lưỡi mình nó uốn như thế này ạ. Đầu lưỡi nó hơi cúi xuống, cái phần thân lưỡi sau nó hơi nâng lên. Và mang đặc trưng của người Mỹ thì âm nó rất là nặng. Còn cái end thì sao? Về âm đầu lưỡi của chúng ta sẽ chạm vào miệng, cái gần dây cho chân vào miệng ấy, nhưng nó sẽ không hạ xuống. Còn âm g nó là âm hiệu thanh. Chúng ta nâng cái phần cuống lưỡi của chúng ta lên, chặn hơi lại, chúng ta hạ lưỡi xuống nhanh và bật âm ra girl. Đấy, mình tua chậm nhá. Girl. Đó, chúng ta sẽ uốn cong lưỡi âm này. Girl. Còn nếu như các bạn muốn nghe từ này và một người Mỹ phát âm rất là rõ ràng, các bạn có thể nghe một bài speech của bà Michelle Obama, vợ tổng thống Obama ấy. Đấy, bà ấy nói từ này rất là nhiều trong một bài speech, bà ấy và từ này nhìn cái khẩu hình của bà ấy sẽ rất là rõ luôn. Ok. Rồi. Còn một từ nữa, mình còn đang nợ bà ấy một từ nữa. Mình sẽ viết nốt ở đây ạ. Ok, từ đây đúng không ạ? Ok, giờ chúng mình thử đếm xem là có mấy âm tiết. Từ này hơi khó. 1, 2, 3, 4 âm tiết đúng không ạ? Comfortable. Đấy, hoàn toàn mình đang đọc không có chấp âm nhá. Cái này, cái từ này thì hầu hết mình hay gặp các bạn đọc thế này này. Chắc là ảnh hưởng xem quảng cáo trên TV hay sao ạ? Comfortable. Thế bạn phát âm vào là comfortable. Chọn âm rơi âm thứ hai. Đấy, có hai từ là comfort và table đi với nhau á, thì gọi là 200% là sai, chứ không phải 100% nữa các bạn nhá. Chúng ta đến này, từ này có 4 âm tiết. Comfortable. Đó. Nhưng chọn âm rơi âm tiết thứ nhất. Comfortable. Đấy, giọng chúng ta cái âm come sẽ rất là rõ, còn âm tiết fortable chúng ta sẽ xuống giọng. Comfortable. Còn nếu như phát âm theo kiểu người Mỹ thì âm này không phải là chậm mà de. Comfortable. Được chưa? Rồi. Nhìn không rõ ạ. Có một từ mà mình cực kỳ yêu thích luôn. Bạn ấy vừa hỏi xong. Và mình cũng gặp rất nhiều tình huống phát âm từ này. Thú vị lắm các bạn ạ. Ok. Đây ạ. Từ này, các bạn có thích cái món này không? Very sweet, đúng không ạ? Rồi. Thông thường ấy, các bạn hay phát âm sai hay đọc là chocolate. Đúng không ạ? Chocolate. Đấy, nếu mà chúng ta đọc là chocolate thì nó có mấy âm tiết ạ? 3 âm tiết. Và trọng âm các bạn thấy mình đang lên giọng ở đâu ạ? Late, đúng không? Chocolate. Đấy. Thì hoàn toàn là bị sai. Thứ nhất, theo quan sát mình sẽ thấy từ này sẽ chỉ có hai âm tiết. Chocolate.
Và trong âm rơi âm tiết thứ nhất, vậy âm tiết thứ nhất chúng ta sẽ phải phát âm cao hơn, rõ hơn, dài hơn, mạnh hơn âm tiết thứ hai, đúng không ạ? Chalk, let's, chalk, let's, chalk, let's, chocolate, chocolate. Đó, chúng ta xuống giọng chocolate. Được chưa ạ? Ok. Oh, rồi, một từ nữa ạ. Các bạn chờ một chút nhé, mình phải viết ra đây mình đã. Rồi, từ này các bạn đã bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy từ này ở trên Internet? Bao nhiêu lần rồi ạ? Và các bạn mỗi một lần chúng ta nhìn thấy nó, các bạn phát âm có chính xác không? Hay có bạn lại nói là có phát âm đến cả trăm lần nhưng không biết có đúng hay không, đúng không? Rồi, chúng ta lưu ý từ này có mấy, các bạn nhìn rõ không ạ? Từ này có mấy âm tiết ạ? International. 1, 2, 3, 4, 5. Từ này có 5 âm tiết tất cả, đúng không ạ? Rồi, từ này có 5 âm tiết. Và trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy các bạn? Âm tiết thứ 3. Nè, ok. Lần thứ nhất nhá, chúng ta sẽ đọc hoàn toàn không có trọng âm này. International. Được chưa? Nó nghe ngang ngang nhau, rất là mất tự nhiên, nó nghe như là robot. Đọc đi ạ. International. Rồi bây giờ trọng âm dẫn tiết nà. Vậy chúng ta sẽ đọc âm này rất là rõ ràng. Và ter và shin, shin. Chúng ta sẽ xuống giọng nhé. International. 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 Ok chưa? nhìn không rõ hả mẹ? Các bạn nhìn có rõ không ạ? Các bạn chờ mình một chút nhé. Ok. Có một bạn đã hỏi từ... Ok. Từ này các bạn, sorry các bạn chịu mình hơi xấu một chút nhé. Từ này, chúng mình đếm xem có mấy âm tiết ạ? Hai âm tiết đúng không ạ? Without. 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 Âm này, chúng ta lưu ý là lưỡi chúng ta để dưới hai hàm răng. Và cái hàm răng trên chúng ta hơi tì xuống lưỡi. Hơi dồn lực xuống lưỡi một chút. Hơi dồn lực xuống lưỡi một chút. Và dây thanh quản chúng ta phải dùng. Ow. A. Ow. Without. Without. Cho âm rơi âm tiết thứ hai mà. Without. Ok. Rồi. Mình đã ghi một từ ra đây, nó hơi dài một chút, các bạn chờ một chút nhé. Prosperity. Prosperity. Ok. Rồi ạ, từ này ạ. Từ này chúng ta thấy nó có mấy âm tiết ạ? 1, 2, 3, 4 âm tiết đúng không ạ? Prosperity. Để chắc âm dễ nhất. Vậy chúng ta sẽ lên giọng một chút. Hoặc thay vì đó, thay vào đó là chúng ta sẽ xuống giọng âm còn lại. Prosperity.
prosperity. Được chưa? Ok. Prosperity. Ok. Ok, có một từ mình cũng rất là thích chia sẻ và xin phép các bạn sẽ là từ cuối cùng mình chia sẻ ngày hôm nay. Và nếu như các bạn vẫn còn muốn biết là một số từ mà các bạn hỏi ngày hôm nay được phát âm như thế nào thì hãy tiếp tục comment nhé và mình sẽ hẹn các bạn vào buổi tiếp theo. Ok. Giờ từ cuối cùng hai từ luôn các bạn ạ. Ok. Có một bạn đã hỏi hai từ này đi ạ. Như bạn quan sát thì hai từ này nó có đây, nó chỉ khác nhau mỗi một điểm thôi, đấy là cái ending sound, một âm là t và âm là d. Được chưa? Từ này chúng ta đọc là heart. Ok. Quan trọng đây là cái vowel sound r. Chúng ta hạ hàm. Các bạn tưởng tượng chúng ta hạ hàm hết cỡ, chúng ta uốn kéo vào trong, cảm giác như chúng ta đi khám họng ấy. R. Và đặc trưng của người Mỹ nó là âm r rất là nặng ở đây. Heart. Còn từ này cũng tương tự, nó giống hầu hết tất cả các cái nguyên âm và phụ âm, nó chỉ khác một cái ending sound thôi. Hard. Và nếu như các bạn cảm thấy là hơi khó một chút khi nghe từ này, nhận biết từ này thì hãy một lần nữa hãy giữ vào ngữ cảnh các bạn nhé. Các bạn có nhớ bài hát rất là nổi tiếng không? Take me to your heart. Đúng không ạ? Còn cái từ heart, mình có thể lấy ví dụ như là I work hard every day and I play hard every day. Ok. Rồi. Các bạn vẫn còn hỏi nhiều quá. Chúng mình có nên tiếp tục livestream nữa không các bạn? Hay là hẹn buổi sau ạ? Rồi xin phép các bạn, chúng mình hẹn buổi lần sau nhé. Nếu như bạn vẫn còn thắc mắc, vẫn còn muốn step up chia sẻ cách phát âm của những từ mà các bạn thấy là hơi khó một chút trong tiếng Anh thì hãy tiếp tục comment. Ok. Mình xin phép được giải đáp các bạn vào những buổi lần sau. Thank you so much for watching us today and see you next time.